Lục Vũ xuyên qua tống vũ thế giới trở thành thất hiệp trấn đồng phúc khách sạn một cái chạy đường tiểu nhị kim bản đột nhiên hàng lâm đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh người phơi bày cửu châu đại lục đại minh thất hiệp trấn lục vũ đối tượng kiếp trước khí thiên đế kiếp trước phơi bày đối tượng tuyển chọn sau sàng lọc cùng khí thiên đế có tràn buộc người cửu châu đại lục đại minh hoàng triều di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt Cửu Châu Đại Lục, Đại Minh Hoàng Triều, Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ Yêu Nguyệt. Cửu Châu Đại Lục, Đại Tần Hoàng Triều, Giăng Lưới Kinh Kỳ. Yêu Nguyệt. Vốn tưởng rằng ta cùng nàng ràng buộc là người yêu, không nghĩ tới ta yêu Nguyệt căn bản không xứng, chỉ xứng làm nàng hạ giới tàn sát nhân gian một khối đá kê chân. Liên tinh. Không nghĩ tới vận mệnh của ta cùng đời này giống nhau như đúc, như trước trốn không khỏi tỷ tỷ khống chế. La võng kinh kỳ kiếp trước ta may mắn trở thành thuộc hạ của hắn, lĩnh hội vinh quang vạn trượng của hắn, kiếp này ta cũng đi lại con đường xa xôi, quản chi vạn kiếp bất phục. Thiên cổ nhất đế, thiên khả hãn, hán vũ đế, hồng vũ đại đế. Chỉ cần hắn không diệt cửu châu, chúng ta nguyện dân hiến hết thảy của chúng ta. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước không một kiếp trước kim bản lộ ra ánh sáng. Khấu trọng càng là tầng thủy hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tần hoàng doanh 93 tuổi kế vị, tru sát phù tang, giáng chức quyền tướng lữ bất vi, dùng hơn 10 năm diệt sáu nước. Đức kim tam hoàng, công quá ngũ đế, sử xưng tần thủy hoàng. Đại đường. Thái An Cung. Lý Thế Dân mặt long bào nhìn lên phía chân trời, trong ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng thì ra hắn đúng là thiên cổ nhất đế doanh chính. Đây là cửu châu thế giới, trên miếu đường có hán, đường, nguyên, minh các loại hoàng triều đứng đầu sang sát. Cũng có các nước nhỏ như Tống, Liêu, Kim, Thổ Phiên, Tây Hạ sinh tồn trong kẻ hở. Còn có hoàng triều đại tần, đại tùy từng sừng sững trên đỉnh cửu châu đang trải qua mưa gió bấp bênh. Dưới miếu đường thì có di hoa cung, tuyết nguyệt thành, âm quý phái, nhật nguyệt thần giáo các thế lực lấy võ loạn cấm. Hoàng kiếm ma độc cô cầu bại, vũ đế thành chủ vương tiên chi, tà đế hướng vũ điền, võ lâm thái đẩu trương tam phong, võ lâm thần thoại vô danh, ma sư bạn ban và các nhân vật võ đạo thông thần. Chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Lý thế dân thần sắc ngưng trọng là bởi vì nửa năm trước trên bầu trời cửu châu xuất hiện một đạo màng sáng thật lớn. Đạo quan mạc này tựa như một tòa vũ trụ chi môn thần bí, tản ra quan mang khiến người ta tháng phục nó lơ lửng trên không trung như một phép lạ đến từ một chiều không gian khác. Trên màn sáng còn có thể lưu chuyển các loại hình ảnh, màu sắc cùng ánh sáng giao hòa, mọi người cũng đối với màn sáng thật lớn có hiểu biết. Những hình ảnh xuất hiện trên màn sáng này đều là kiếp trước kiếp này của người trong cửu châu, trừ lần đó ra người bị phơi bày còn có thể được thiên đạo chiếu cố đạt được phần thưởng, từ nay về sau quỷ tích nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ví dụ như tiền thái tử hoàng thất đại lý đoàn Diên Khánh kiếp trước đúng là huyết đao lão tổ của hắc giáo Thanh Hải. Sau khi bị mạng sáng đưa ra ánh sáng, đạt được phần thưởng của thiên đạo, trị liệu tốt bệnh chân, tính tình bắt đầu đại biến, hắn vốn không tốt nữ sắc, lại cùng tiểu đệ vân trung hạt hợp thành tổ hái hoa hai người, từ nay về sau lưu luyến bụi hoa một đi không trở lại. Thí dụ như Hoàng Triều Đại Minh bị diệt môn sống sót một mình thiếu đông gia lâm bình chi của Phúc Uy Tiêu Cục, kiếp trước đúng là một đời nho sinh hiên viên kính thành sau khi bị màn sáng đưa ra ánh sáng, đạt được phần thưởng của thiên đạo, có được toàn bộ thực lực của hiên viên kính thành kiếp trước, sau khi giết sạch cựu nhân báo được thù diệt môn. Ví dụ như Hoàng Triều Đại Tống Dương Gia Tứ Lan Dương Diên Huy, kiếp trước đúng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Sau khi bị màn sáng đưa ra ánh sáng, đạt được thiên đạo khen thưởng, có được năng lực lực bạc sơn hề khí cái thế, ở trên chiến trường giết được lưu quân giống như chó nhà có tan. Cũng theo màn sáng không ngừng lộ ra, bối cảnh kiếp trước của người bị lộ ra càng ngày càng thái quá. Trước Tần Thủy Hoàng, người bị phơi bày đúng là Đại Ly Bắc Lương Vương Từ Hiểu, bất quá so sánh với thân phận Bắc Lương Vương của hắn, kiếp trước của Từ Hiểu càng làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Bởi vì kiếp trước của hắn đúng là bắt đầu một cái bát, người sáng lập Hoàng Triều Đại Minh đứng đầu cửu Châu Chu Nguyên Chương. Bị đưa ra ánh sáng đạt được thiên đạo khen thưởng Thái Cổ Binh Điển, Từ Hiểu lại càng trực tiếp không giả bộ, vốn là ngôi cửu ngũ sao có thể buồn bực ở dưới người lâu trực tiếp hưng binh muốn đem đại ly nhập vào đại minh mặc dù đại ly hoàng triều cắt nhượng quốc thổ liên hợp bắc mãn vẫn không phải là địch nhân có được thái cổ binh điển từ hiểu cho tới bây giờ kiếp trước tần thủy hoàng lý thế dân mới chính thức bắt đầu đau đầu bởi vì người bị phơi bày này không phải ai khác chính là tùy dương đế dương Quảng hoành chinh bạo liễm nghèo binh mặc vũ dẫn đến đại tùy đại loạn sau đó khởi nghĩa vũ trang từ sông Long Bang cho tới bây giờ cùng đại đường hắn phân biệt chiếm cứ một nửa giang sơn đại tùy, thiếu tướng quân thống soái khấu trọng dặn có Nam Bắc. Vi thần cho rằng, huyền giáp quân đại đường ta vô địch thiên hạ. Cho dù thống soái thiếu tướng quân khấu trọng kiếp trước là tần thủy hoàng doanh chính cũng không đáng lo. Vệ quốc công lý tỉnh tiến lên một bước can gián. Hắn diệt tiêu lương, phá phụ công, đạp đông đột quyết, bình thổ dục hồn bách chiến bách thắng, sớm dưỡng thành tâm tính binh giả vô địch mặc dù kiếp trước khấu trọng là doanh chính, nhưng đại tần bây giờ đã sớm không phải là đại tần 30 năm trước, cho nên trong mắt lý tỉnh, cho dù kiếp trước khấu trọng là doanh chính cũng căn bản không đủ sợ hãi. Lý Ái Khanh theo ý ngươi thì sao? Đường Thái Tông Lý Thế Dân đem ánh mắt hướng về phía Lý Thuần Phong trong quần thần. Cúng tất tỷ chim của ông chính là tác phẩm lớn suy tính thiên tượng, màn sáng trên bầu trời nghiêm túc mà nói cũng là một loại biến hóa của thiên tượng cho nên ông muốn xem lý thuần phong có kiến giải gì khác nhau hồi bẩm thánh thượng vệ quốc công nói không phải không có lý nhưng vi thần cho rằng thiên mạc vĩ đại sâu không lường được ai cũng không biết thiên đạo sẽ thưởng cho khấu trọng như thế nào vả lại binh pháp ngôn không đánh mà thắng mới là thượng sách khấu trọng vì tần thủy hoàng vi thần cho rằng so sánh với ta mênh mông đại đường tranh đoạt đại tùy hắn hiện tại càng nên nghĩ chính là như thế nào đỡ cao ốc chi tướng khuyên cứu vớt đại tần. Vi thần cảm thấy, nếu là hứa hẹn trợ giúp khấu trọng đối phó đại hán, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn hai mặt thù địch, tự nhiên sẽ rời khỏi đại tùy địa tranh đoạt chiến. Đường Thái Tông Lý Thế Dân nghe nói như thế, trên mặt vốn còn u ám lập tức giãn ra, nói là trợ khấu trọng đối phó đại hán, kỳ thật chính là không ra tay với thiếu tướng quân để cho hắn an tâm là được. Đây là hắn Lý Thế Dân rất vui vẻ nhìn thấy, dù sao hán vũ đế lưu triệt cũng là không kém hắn một đời hùng chủ, nếu là tần thủy hoàng có thể ức chế đại hán phát triển, đây đối với đại đường mà nói cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Tuyên Bình Dương Chiêu Công Chúa Du thuyết khấu trọng đắc này cho rằng tự nhiên bị Lý Thế Dân giao cho mùi mùi của hắn, Lý Tú Ninh đã từng cùng khấu trọng lộ thủy tình duyên. Đại Hán Trường Lạc Cung Hán Vũ Đế mặc long bào màu đen nhìn hết thảy trên màn sáng, phanh một tiếng đập nát một cái bình tử kim trên mặt tràn ngập u ám cái này mấy chục năm nếu không phải đại tần dựa vào đại tùy ta đại hán lật tay liền có thể hủy diệt hồ hợi thống trị trăm ngàn lỗ hổng đại tần hôm nay đại tùy bởi vì dương quản nghèo binh mặt vũ đi hướng diệt vong đại tần tương đương với vật trong túi đại hán ta ngươi nói cho ta biết thống soái thiếu tướng quân kiếp trước là tần thủy hoàng mặc dù hán vũ đế hán hùng tại đại lược bất quá đối với tần thủy hoàng có thể cùng sáu nước trong thời gian mười năm là nửa chút khinh thường cũng không có khả năng có cũng biết huống chi còn là tần thủy hoàng sắp được thiên đạo ban thưởng bệ hạ không cần tức giận khấu trọng hắn là tần thủy hoàng thì sao ta tự mạc bắt trở về vừa lúc gặp thủy hoàng đế trong truyền thuyết một vị thanh niên cường tráng thân hình cao lớn đứng thẳng như tùng xanh trên mặt lộ ý cười khẽ nói mà dấu vết loang lổ trên giáp trụ của hắn tựa hồ chứng kiến hắn chém vết đẫm máu vô số lần vì thanh niên này không phải ai khác chính là đã thông hành lang hà tây cuộc chiến mạc bắt đánh bại tả hiền vương phong lan cư tư quán quân hầu hoắc khứ bệnh được đối với đại tần trẫm vốn định nước ấm nấu ếch nhưng bây giờ xem ra không được ai ngờ nửa đường dết ra một tầng thủy hoàng đã như vậy ngươi liền thay trẫm đi đem vốn nên là ta đại hán quốc thổ tần địa tất cả thu hồi. PS Đây là tần, hán, tùy, đường, tống, nguyên, minh cùng tồn tại thế giới. Cho nên nếu là nhìn thấy hán vũ đế cùng tần thủy hoàng một thời đại không nên kinh ngạc. Một thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 không không hai ta không có kiếp trước chỉ có kiếp này nói ra bạn đang nghe tại truyện chấm audio đại minh thất hiệp trấn khách sạn đồng phúc bạch triển đường nhìn kim bản trên màn trời cũng cảm thán kim bản lộ ra nhân vật thật đúng là một người trâu bò hơn người rõ ràng đem kiếp trước là thiên cổ nhất đế khấu trọng đều lộ ra lữ tú tài cũng phụ họa theo ai nói không phải chứ bất quá chính là không biết khấu trọng biết mình là tần thủy hoàng có thể hay không đem lung lay sắp đổ đại tần từ bên trong cứu vớt tới. Đông tương ngọc vấn an doanh chính rung động đến tâm can cả đời, trong lòng không khỏi hâm mộ, giống như tiểu mê muội mở miệng nói. Ta tin tưởng thủy hoàng đế chuyển thế khấu trọng định sẽ không trơ mắt nhìn dân chúng của hắn sống trong nước sôi lửa bỏng. Nàng vừa nói xong lời này, mấy người ngược lại có chút đồng ý gật đầu. So sánh với những thứ này, ta ngược lại càng chờ mong người kế tiếp bị phơi bày quả thực một cái so với một cái thái quá ta tin tưởng tiếp theo người phơi bày kiếp trước tuyệt đối đồng dạng kinh bạo ánh mắt mọi người trong mắt mạc tiểu bối tràn đầy chờ mong theo quy luật này kiếp trước của người bị phơi bày tiếp theo thật đúng là một nhân vật còn lợi hại hơn cả thủy hoàng đế quách phù dung gật gật đầu ngay sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía một vị trong khách điếm quần áo mộc mạc đứng ở trong đám người cũng không thu hút. Nhưng cùng với ánh mắt giao hội, lại sẽ không khỏi bị hấp dẫn thanh niên. Không có hắn, trang phục mộc mạc giống như đang nói hắn tầm thường, nhưng một đôi mắt thâm thúy như ngôi sao lại phản phất có tan thương duyệt tẩn thiên cổ. Trên mặt luôn lộ ra ý cười ấm áp, nhưng mà trên người lại lộ ra khí độ bể nghệ thiên hạ. Người nói xem, lục vũ. Lục vũ vẫn cười ấm áp như gió nhẹ. Không biết, nhưng nhất định không thể là tôi. Nghe vậy, Quách Phù Dung không biết nên khóc hay nên cười. Cái này ta tự nhiên biết. Tuy nói bị phơi bày người kiếp trước càng ngày càng ngưu bức, nhưng có một điểm là không thể xem nhẹ, đó chính là bọn họ kiếp này cũng đồng dạng lợi hại. Đại Minh chúng ta Hồng Vũ đại đế chuyển thế là Bắc Lương Vương nhân độ từ hiểu, Thủy Hoàng đế chuyển thế là Đại Tùy thiếu tướng quân thống soái khấu trọng. Cái kia không phải là tồn tại Cửu Châu chúng ta dậm chân một cái cũng rung rẩy như bây giờ. Dựa theo cái này nước tiểu tính, nếu là bị phơi bày người kiếp trước vẫn như cũ ngưu bức, như vậy hắn đời này cũng nhất định sẽ không kém. Mấy người ở khách sạn Đồng Phúc chúng ta đừng nghĩ nữa. Cho dù Quách Phù Dung vẫn luôn muốn mơ mộng đại hiệp, khi nhìn thấy Hồng Vũ đại đế và Tần Thủy Hoàng đời này là bắt Lương Vương Từ Hiểu cùng với Thiếu tướng quân thống soái khấu trọng, trong lòng của nàng cũng không ôm bất kỳ 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 vọng nào đối với việc kim bản có bị phơi bày ra ánh sáng hay không. Bởi vì cho dù phụ thân của mình Quách Cự Hiệp so với từ hiểu cùng khấu trọng có chênh lệch như tự nhiên, vậy thì chớ nói chi là nữ nhi bất tài như nàng. Ha ha. Lục Vũ cười nhạt, tuy Quách Phù Dung hiểu sai ý, nhưng hắn cũng không định giải thích. Bởi vì nếu là giải thích, hắn sợ làm Quách Phù Dung sợ hãi. Dù sao, ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ là thiên giới đệ nhất vũ thần, hủy diệt cùng tái sinh chi thần. Khí thiên đế Dù sao, ai sẽ nghĩ tới, hắn sẽ là chúng thần chi thần, thần giới chi chủ. Hắc Long Thiên Dù sao, ai sẽ nghĩ đến, hắn sẽ là trấn áp hắc ám náo động, dết đến thế gian lại không một người dám xưng tôn hoang thiên đế vân vân. Đương nhiên, hắn nói kiếp trước bị phơi bày người không phải là hắn cũng không phải là bắn tên không đích bởi vì mặc dù bất luận là khí thiên đế, hắc long thiên, hoang thiên đế đều tồn tại những thế giới khác nhau, nhưng hắn vẫn chưa trải qua sinh tử luân hồi. Mà là mỗi lần ở một cái thế giới đợi chán, sẽ trực tiếp xé nát hư không đi trước thế giới kế tiếp, tìm kiếm bất đồng sinh hoạt. Chủ yếu là một người tiêu sái tùy tâm, tiêu sái tự giật. Cách đây không lâu, xé rách hư không đi tới cửu châu tống vũ thế giới. Thật đúng là đừng nói, hắn chán cuộc sống ở thế giới cao vũ liếc nhìn thiên hạ, đi tới thế giới thấp vũ này, làm ổ ở trong khách sạn nhỏ này cùng người khoác lác đánh trắm thật đúng là có một phen tư vị khác. Cho nên kim bản này làm sao có thể phơi bày hắn? Đại Ly Bắc Lương Vương từ hiểu trong vòng 3 tháng cùng Đại Ly cùng Bắc Mãn trước sau giao thủ hơn 20 trận lớn nhỏ, đều là đại thắng mà về. Giờ phút này, trong một doanh địa quân Bắc Lương tiến quân vào Thái An Thành, bắc lương vương từ hiểu nhìn thư tín từ đại minh gửi tới minh vũ tông chu hậu chiếu cười vang nói ha 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 thái tôn này không hổ là hậu nhân của lão chu động tác nhanh như vậy nhanh như vậy liền tập kết ba mươi vạn đại quân tiến công đại ly chúng ta hiện tại liền nhìn xem ngươi đại ly còn có thể chống đỡ bao lâu sau khi nói xong câu đó từ hiểu lại nhìn về phía từ phong niên nói tiểu niên hắn đại ly hoàng đế không phải không chịu thế tập tổn hại sao? Hiện tại chúng ta trực tiếp thủ tiêu đại ly của hắn. Đến lúc đó ta đi làm đại minh thái thượng hoàng, ngươi liền đi đại minh làm một cái tiêu giao vương gia, cũng không cần lại trang hoàng khố. Sau này ngươi chính là hoàng khố thật. Từ hiểu đối với chu hậu chiếu hiện giờ tự nhiên hiểu rõ, tuy nói trời sinh tính tình chơi vui, bất quá trước sau chạm thành đại thắng ứng châu, tru sát lưu cẩn, Bình Định Ninh Vương cùng với An Hóa Vương phản loạn, Đại Minh hiện giờ cũng là quốc phú dân cường, cũng được cho là một đời minh quân. Cho nên biết mình kiếp trước là Chu Nguyên Chương hắn cũng không nghĩ lại đi làm Đại Minh Hồng Vũ Đại Đế, không chỉ có như thế hắn ngược lại muốn đưa đại danh một phần đại lễ, đem cái này Ly Dương Vương Triều đánh xuống đưa cho Đại Minh. Phụ thân Kỳ thật ta cũng không muốn làm hoàng khố. Ta muốn tập võ. Từ phong niên có chút câu nệ nói. Từ đó từ hiểu biết kiếp trước mình là hồng vũ đại đế, khí tràn trên người không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Cũng làm cho từ phong niên gọi từ qua tử hơn 10 năm, vô tri vô giác sửa miệng không nói, đối với từ hiểu cũng là càng cung kính. Ngươi cái đồ chơi gấu, ta là chu Nguyên Chương, ta không phải cha ngươi. Hắn cũng mới so với ngươi lớn hơn một chút, cũng đã là cùng đại đường đều có thể địa vị ngang nhau thiếu tướng quân thống soái. Từ hiểu thấy kiếp trước của hắn bị phơi bày ra ánh sáng, từ phong niên không hề đối với mình không lớn không nhỏ còn ít nhiều có chút không quen nói nhưng cha ngươi cũng không nhìn xem khấu trọng kiếp trước là ai đây chính là thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng từ phong niên nhất thời vẻ mặt cầu xin nói từ hiểu vừa nghe cũng bật cười không nói thêm gì nữa có thể học võ nhưng cậu phải vượt qua cửa ải của chị cậu nàng muốn đồng ý ta là không có ý kiến thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 003, khấu trọng vương bá chi khí lộ ra ngoài, dọa nước tiểu triệu cao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại tùy. Dương Châu, đại trướng quân thiếu tướng quân. Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, từ tử lăng nghe được động tỉnh vội vàng tiến vào trướng lớn. Nhìn thấy đập đồ vật không phải người khác chính là thiếu tướng quân thống soái hảo huynh đệ khấu trọng của mình trên mặt lập tức hiện đầy vẻ nghi hoặc huynh đệ ngươi làm sao vậy vì sao đột nhiên nổi giận chẳng lẽ là bất mãn ngươi kiếp trước là thủy hoàng đế cũng không nên a à, tuy rằng thủy hoàng đế có danh tiếng tàn bạo nhưng là cửu châu cộng thôi thiên cổ nhất đế kiếp trước có thể là một người như vậy chỉ sợ là cá nhân trong lòng đều sẽ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra hư trẫm đương nhiên không phải vì trẫm là thủy hoàng đế mà phẫn nộ mà là vì hồ hợi vì hai người triệu cao mà phẫn nộ khấu trọng từ kiếp trước sau khi là tần thủy hoàng ngữ điệu nói chuyện bắt đầu không giống nhau tự nhiên liền dùng đến chữ trẫm từng thuộc về hắn ta hiểu rồi ngươi phẫn nộ chính là đã từng ở ngươi kiếp trước thủy hoàng đế thống trị dưới có thể nói cửu châu đệ nhất hoàng triều đại tần hoàng triều đến hồ hợi cùng triệu cao thủ bên trong biến thành bây giờ phong vân phiêu diêu. Từ tử lăng nữa là khẳng định, nữa là nghi hoặc nhìn về phía khấu trọng nói. Đây chỉ là một phần nhỏ trong đó, nhưng cũng không phải máu chốt nhất. Khấu trọng hai mắt đầy tơ máu nói. Đó là. Từ tử lăng càng thêm khó hiểu, Ngoài trừ điểm này, còn có điểm kia khiến khấu trọng phẫn nộ như thế. Trẫm là tấn du đột nhiên chết bất đắc dĩ, căn bản không có truyền vị cho hồ hợi. Nếu nói người thừa kế, trưởng công tử phù tô còn có tư cách hơn hồ hợi. Khấu trọng gằn từng chữ. Trong mỗi một chữ phản phất ẩn chứa lửa giận vô tận. Nhưng ngươi rõ ràng ban chết. Từ tử lăng nói tới đây đột nhiên ý thức được. Ngươi là nói kiếp trước ngươi căn bản không có ban chết phù tô. Khấu trọng lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại trầm giọng nói. Đúng vậy. Lời vừa nói ra. Trên mặt từ tử lăng cũng hiện lên ba phần tức giận hay cho hồ hợi, hay cho triệu cao. Lại chơi một tay lấy giả tráo thật. Mặc dù không nói ai giả truyền ý chỉ, liền xem cuối cùng người được lợi là ai, từ tử lăng cũng đoán được hại chết phù tô người phương nào. Cho nên khấu trọng, ngươi hiện tại tính toán như thế nào? Chợt, từ tử lăng nhìn về phía khấu trọng trầm mặt không nói. Trầm muốn về đại tần. Từ tử lăng lắc đầu nói. Hiện tại đại tần do hồ hợi và triệu cao nắm giữ, ngươi làm sao trở về được trong mắt khấu trọng lại lộ ra khí phách thiên cổ nhất đế trẫm ngược lại muốn nhìn xem tại trẫm đại tần ai dám cùng trẫm đối nghịch ngay sau đó nhìn về phía từ tử lăng nói ngươi có nguyện cùng trẫm đi đại tần không từ tử lăng nghe xong mặc dù cảm giác khấu trọng lỗ mãn nhưng hai người từ nhỏ mất đi song thân sống nương tựa lẫn nhau làm sao có thể để mặc một mình mạo hiểm đương nhiên thế đấy. Hai người tự mình đi tới Đại Tần. Đại Tần. Cung Hàm Dương. Đại Tần vốn nên ba năm liền tràn nập nguy cơ, dưới sự nâng đỡ của tùy văn đế Dương Kiên bấp bên hơn 30 năm. Cũng làm cho hồ hợi vốn 20 tuổi kế vị, hai bên tóc mai bắt đầu có chút hoa râm. Nhìn thiếu tướng quân thống soái khấu trọng trên mạng sáng bầu trời kiếp trước đúng là phụ hoàng doanh chính của mình, liền bắt đầu mỗi ngày sống trong sợ hãi các ngươi mau nói một chút đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, nếu là đang nói không ra biện pháp, trẫm liền đem các ngươi toàn bộ kéo xuống giết. Hồ hợi ham giết, quần thần đã sớm bị hồ hợi giết sợ, khi nghe được lời này của hồ hợi, đều là sợ tới mức quỳ trên mặt đất trung lẫy bẫy, nơi đó còn nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Bệ hạ Bây giờ ngài mới là ngôi cửu ngũ chân chính của đại tần, không cần sợ khấu trọng thủy hoàng đế chuyển thế huống chi bây giờ thiếu tướng quân tại đại tùy còn phải đối mặt đại đường bao vây tiểu trừ, hắn vốn là tự mình không xuể, cho hắn ba cái lá gan hắn hiện tại cũng khẳng định không dám tới ta đại tần tạo thứ. Một vị lão giả mặt trắng như tờ giấy, vào lúc này đứng ra hướng về phía việc được nói. Người này không phải ai khác, chính là triệu cao cùng hồ hời hợp mưu soán đoạt địa vị. Ồ, vậy sao? Chỉ là làm triệu cao thật không ngờ, từ sau khi chỉ hưu bảo ngựa, Toàn bộ triều đình đại tần cũng không ai dám ngổ nghịch lời của hắn. Đây là lại đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm hơi trào phúng. Ai dám vào lúc này loạn triều quân thần một lòng? Triều Cao tự nhiên cũng nghe ra người này trong lời nói trêu tức, lúc này liền muốn tìm cái cớ đem người này giết chết. Làm sao ngờ, khi hắn dương mắt nhìn về phía một trong hai người trẻ tuổi, lại hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất cung kính nói: nô tài triệu cao bái kiến thủy hoàng đế chính xác người tới chính là khấu trọng mặc dù không có màn trời phơi bày tướng mạo của khấu trọng hắn cũng không kém tần thủy hoàng lúc tuổi tác là mấy hơn nữa khấu trọng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước khí độ trăm sông đổ về một biển với thủy hoàng đế liếc mắt một cái triệu cao đã từng đi theo thủy hoàng đế an tiền mã hậu mấy chục năm liền đem khấu trọng trở thành thủy hoàng đế sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn cũng khiến cho Triệu Cao mấy chục năm không muốn bất luận kẻ nào quỳ xuống này lại mạnh mẽ trở về. Đây là Thủy hoàng đế. Thật sự là Thủy hoàng đế, hắn cùng Thủy hoàng đế lúc còn trẻ quả thực một cái liếc mắt. Không. Hắn là khấu trọng, hắn là Thủy hoàng đế chuyển thế. Quân thần lúc này nhìn thấy Triệu Cao mấy năm nay vẫn cao cao tại thượng quỳ xuống, không khỏi tìm ánh mắt nhìn lại người vừa tới. Cái này không nhìn không sao vừa nhìn liền thấy vị khấu trọng có hình dạng giống tần thủy hoàng này bất quá so sánh với bộ dáng triệu cao làm chuyện trái lương tâm một ít thần tử vẫn rất nhanh phản ứng lại người này cũng không phải là thủy hoàng đế mà là khấu trọng chuyển thế của thủy hoàng đế cái này bị quần thần ngươi một lời ta một lời như vậy đã nhắc nhở triệu cao mới biết được là hắn lầm rồi người trước mắt cũng không phải là thủy hoàng đế lúc trước mà là khấu trọng chuyển thế của thủy hoàng đế lập tức trong lòng ảo não, đồng thời cũng vọt lên khỏi mặt đất, thẹn quá hóa giận cao giọng nói. Vũ Lâm Quân. Hộ giá. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 004, khấu trọng không đánh mà thắng đoạt lại đại tầng, thiên hạ chấn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ngay lập tức tiếng kèn vang lên hộ vệ hàm dương cung chen chúc tới đại điện nói cho ta biết tên trộm này bắt lấy triệu cao chỉ khấu trọng nói tuy rằng trong lòng sợ muốn chết bất quá triệu cao lui không thể lui hắn biết hắn cùng hồ hợi hợp mưu làm những chuyện không thể tha thứ kia cho nên mặc dù người trước mắt là thủy hoàng đế chuyển thế hắn cũng muốn tới một cái cá chết lưới rách ta xem ai dám không ngờ ngay khi vũ lâm quân chuẩn bị động thủ một tiếng quát to trực tiếp làm cho đám vũ lâm quân này đều không dám có nửa phần động tác đương nhiên người này cũng không phải khấu trọng tuy rằng thông qua thiên mạc bọn họ biết người trước mắt là thủy hoàng đế chuyển thế bất quá bọn họ những người này đều là chiếu chương làm việc nhi thủ lĩnh là ai bọn họ liền hướng về người đó mới sẽ không đi quản trước mắt có phải hay không là thủy hoàng đế nhưng bọn họ vẫn không có động thủ không vì cái gì khác liền vì cái này bạo quát người chính là bọn họ thủ lĩnh thật sự cho rằng khấu trọng đến đại tần là cho rằng kiếp trước mình là thủy hoàng đế dựa vào soát mặt là có thể chấn động quần thần kỳ thực không phải lúc hắn lên đường cũng đã bắt đầu gửi thư liên lạc với một số quan viên có thể giúp hắn sử dụng một trong số đó chính là vị vũ lâm quân thống soái này mà tên của hắn gọi là vương ly cũng là cháu của người thực thi đại tần nhất thống sáu nước vương tiễn khấu trọng có thể tiến vào hàm dương cung đương nhiên cũng không phải rửa mặt mà là bị vương ly mang vào vương ly ngươi thật to gan chẳng lẽ quên ai mới là ngôi cửu ngũ của đại tần sao triệu cao chỉ vào hồ hợi đã sớm sụi lơ trên mặt đất sợ tới mức không thể nói nên lời trong mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía vương ly muốn hắn biết ai mới là ngôi cửu ngũ chân chính của đại tần hiện giờ hư đã từng thủy hoàng đế dẫn dắt đại tần vì cửu châu chi tội lại nhìn xem người này đem đại tần thống trị như thế nào. Người như vậy cũng xứng nói là cửu ngũ chi tôn của lão tần oai vệ ta. Vương Ly lại căn bản mặc kệ những thứ này, một bộ như khấu trọng sai đâu đánh đó. Phản, phản. Tất cả đều phản. Nói xong, Triệu Cao nhìn về phía động ế mặt giáp trụ phó thống soái nói, "Động ế." Bổn tướng phong ngươi làm Vũ Lâm quân thống soái và tước quan nội hầu hiện tại ngươi liền bắt lấy tên loạn thần tặc tử vương ly này cho bổn tướng đổng ế nghe vậy trong lòng động tâm không nghĩ tới lần này liền thăng mấy cấp lập tức vung tay lên ra lệnh cho thủ hạ của mình vũ lâm quân nghe lệnh bắt lấy lão này nhưng linh đổng ế trăm triệu lần không nghĩ tới lời này của hắn vừa nói xong một người lại đột nhiên thoát ra rút thanh đồng kiếm ra thoáng cái đã tiêu tan đầu đổng ế tô giác ngươi Triệu Cao nhìn thấy một màn này khóe mắt muốn nứt ra, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt hết thảy hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Hừ. Năm đó mông điềm tướng quân chết liền khó bề phân biệt. Hôm nay hoàng quan ngươi còn muốn hại thủy hoàng đế chuyển thế, tô giác ta há có thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Tô giác đến cũng không phải là cùng khấu trọng liên hệ, bất quá hắn đã từng là cựu tướng của mông điềm, vẫn luôn hoài nghi cái chết của mông điềm tướng quân lúc trước khó bề phân biệt bất quá trung thành với đại tần, trung thành với thủy hoàng đế hắn ẩn nhẫn. Hiện giờ thấy triệu cao ngay cả khấu trọng chuyển thế của thủy hoàng đế cũng muốn hạ độc thủ, tô giác hắn căn bản không có nửa phần do dự liền chém động ế. Triệu cao, ngày khác ngươi chỉ hưu bảo ngựa, hôm nay còn dám hành quyền bệ hạ. Ai cho ngươi quyền lợi sắc phong động ế chức quan? Đúng lúc này, lại một nhân vật quan trọng đi ra. Hắn không phải ai khác, chính là tả thừa tướng đã là Lý Tư Hoa giáp tuổi. Đúng vậy, Lý Tư cũng từng tham gia vào âm mưu của Hồ Hợi và Triệu Cao, lập Hồ Hợi xưng đế. Vốn nên cùng Hồ Hợi cùng với Triệu Cao đứng ở cùng một chiến tuyến, bất quá hoạn nhân Triệu Cao này lòng lan dạ sói, muốn độc tài đại quyền lại muốn hãm hại hắn cấu kết trần thắng ngô quản. Lại gặp khấu trọng của Thủy Hoàng đế chuyển thế gửi thư đến lôi kéo hắn, hắn nơi đó còn có nửa phần do dự trực tiếp lựa chọn đứng về phía khấu trọng của thủy hoàng đế chuyển thế. Đúng vậy. Triệu cao ngươi thật to gan cũng dám sử dụng quyền lợi của bệ hạ. Một hoàng quan, ai cho ngươi dũng khí? Triệu cao ngươi làm nhiều bất nghĩa tất tự sát, hôm nay còn dám động thủ với khấu trọng thủy hoàng đế chuyển thế, ngươi quả thực không thể tha thứ. Quân thần thấy tả thừa tướng Lý Tư này đều đứng ra ủng hộ khấu trọng, đã sớm chịu đủ đại thần hồ hợi cùng triệu cao rối rít lựa chọn tương ứng bên này tiêu hao bên kia một ít đại thần vốn cùng hồ hời cùng triệu cao cấu kết với nhau làm việc xấu giờ phút này đều là không dám lên tiếng trong lòng lại mưu đồ chuyện hôm nay có thể may mắn chạy thoát đem tiền tài suốt đêm thoát khỏi đại tần người đâu đem hai cái này bóp méo di chiếu mưu hại trung lương tội thần áp giải vào đại lao khấu trọng vương giả khí lộ rõ ở hàm dương cung dứt khoát đem mình trở thành thủy hoàng đế kiếp trước trực tiếp sử dụng quyền lợi của hoàng đế cứ như vậy khấu trọng có thể nói là không đánh mà thắng đơn thương độc mã đoạt lại quyền khống chế đại tần tin tức này toàn bộ cửu châu đều lâm vào khiếp sợ đại đương thái an cung đường thái tông lý thế dân nghe nói khấu trọng lấy trở về đại tần cũng đoạt lại quyền khống chế đại tần không khỏi cảm thán quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế dám cùng từ tử lăng một mình đi trước đại tần cũng đoạt lại quyền khống chế đại tần phần dũng khí này ngay cả trẫm cũng có chút mặc cảm nha. Vệ quốc công Lý tỉnh biết được tin tức này cũng có chút giật mình. Vốn tưởng rằng khấu trọng muốn đoạt lại quyền khống chế đại tầng, tất nhiên phải vận dụng thiếu tướng quân, lại không nghĩ tới hắn dám một mình mạo hiểm, thật khiến người ta không tưởng tượng được. Nhớ năm đó hắn dẫn ba ngàn tinh kỵ, một cổ tiêu diệt đông đột quyết, bắt sống lợi khả hãn đã là hành động vĩ đại bất thế nhưng so với khấu trọng cùng từ tử lăng một mình đi tới đại tần đoạt lại quyền khống chế trong lòng lý tĩnh hắn cũng là đối với tần thủy hoàng càng thêm khâm phục điều này quả thật khiến người ta không ngờ tới bất quá đối với đại đường ta mà nói cũng không phải là một việc vặt bởi vì như vậy ít nhất chứng minh quyết sách lúc trước của chúng ta hoàn toàn chính xác khấu trọng thủy hoàng đế chuyển thế đích xác có năng lực chu toàn đại đường và đại hán đường thái tông trên mặt có ba phần ngưng trọng lại có ba phần thoải mái. Ngưng trọng chính là hắn lại có thêm một vị đối thủ khó chơi. Thoải mái chính là vốn tưởng rằng khấu trọng muốn đoạt lại quyền khống chế đại tầng, không thể thiếu xung đột vũ trang với quân tầng. Bọn họ đại đường hoàn toàn có thể mượn thời cơ này nhất cử đem toàn bộ đại tùy vững vàng nắm trong tay. Nhưng hiện tại xem ra khấu trọng người ta căn bản không phí một binh một tốt đã lấy lại quyền khống chế đại tầng, thiếu tướng quân vẫn hoạt động đâu vào đấy trong cảnh nội đại tùy cũng không cần băn khoăn có nên nhân lúc cháy nhà đi hôi của hay không, bởi vì hiện tại hết thảy đều rất rõ ràng, hứa hẹn trợ giúp khấu trọng tài là chuyện có lợi nhất đối với đại đường. Hắn thật đúng là không tin, đối mặt với đại hán, tần thủy hoàng hắn còn có tâm tình chu toàn đại đường mênh mông với hắn ở đại tùy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 005, đại tần thiếu không chỉ là vương giả chi sư lý tú bạn đang nghe tại truyện chấm audio đại hán trường lạc cung hoắc khứ bệnh khi biết khấu trọng đoạt lại quyền khống chế đại tần cũng có chút giật mình thật không nghĩ tới tần thủy hoàng lại không đánh mà thắng được quyền khống chế đại tần trên mặt hán vũ đế lưu triệt cũng không có vẻ ngoài ý muốn nếu có thể được gọi là thiên cổ nhất đế tự nhiên có chỗ hơn người của hắn chỉ có điều tần quân vì cùng thiếu tướng quân xung đột vũ trang ta đại hán muốn chiếm lĩnh đại tần độ khó chỉ sợ là lại tăng lên mấy cái bậc thang hoắc khứ bệnh gật đầu nói bệ hạ nói rất đúng đường thái tông lý thế dân tinh thông tính toán thần nghĩ hắn giờ phút này chỉ sợ đã phái người liên hệ thủy hoàng đế thậm chí còn có thể vì thủy hoàng đế đối kháng ta đại hán cung cấp một chút trợ giúp nghe vậy sắc mặt kháng vũ đế lưu triệt không khỏi tối tâm. Đó là điều tôi lo lắng. Nếu là đại đường thả mặt thiếu tướng quân trở về đại tần, để thủy hoàng đế có thể an tâm trọng chỉnh đại tần, như vậy vỡ nát đại tần chỉ sợ rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí. Lời vừa nói ra. Trên mặt hoác khứ bệnh lại hiện ra chiến ý nồng đậm. Như vậy cũng tốt. Ở mặt bắc, những người đột quyết kia thấy ta giống như chó nhà có tan. Có thủy hoàng đế là đối thủ mạnh mẽ, thần thật là có chút không thể chờ đợi nha. Hán vũ đế lưu triệt thấy vị ái tướng này chiến ý tăng vọt, không khỏi thoải mái cười. Ha ha! Đã như vậy, khứ bệnh ngươi liền vì trẫm đem đại tần to như vậy đánh xuống cho đại hán chúng ta. Đại Minh! Cố cung! Chu hậu chiếu nhìn 800 dặm cấp bách, trên mặt không che được vui vẻ. Ha ha! Lão tổ tông chúng ta không hổ là lão tổ tông chúng ta, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian ba tháng liền lấy chiếm cứ ly dương một phần ba địa bàn còn tiếp tục như vậy ly dương không bao lâu sẽ quy vào bản đồ đại minh ta sau khi cười to chu hậu chiếu vung tay lên nói người đâu trẫm muốn ngự giá thân chinh đến lúc đó cùng lão tổ ta nam bắc tương liên trực tiếp tụ họp ở thái an thành lời vừa nói ra thiết đảm thần hầu chu không nhìn liền đứng ra nói bệ hạ ngươi là cửu ngũ tôn, vạn không thể có bất kỳ sơ xuất. Chu hậu chiếu lại hoàn toàn không nghe. Hừ. Hắn thủy hoàng đế có thể dễ dàng đoạt lại đại tần quyền khống chế, còn chế tạo thiếu tướng quân như vậy vương giả chi sư. uy vũ đại tướng quân ta há có thể kém hắn nửa phần. Chu hậu chiếu ham chơi thì ham chơi, đồng dạng cũng muốn sáng tạo công lao bất thế, bằng không cũng sẽ không lấy cho mình một danh hiệu uy vũ đại tướng quân. Hiện giờ khấu trọng không đánh mà thắng đoạt được quyền khống chế đại tần, hắn là thiên tử đại minh đương nhiên không muốn thua kém người khác, huống chi khấu trọng và hắn tuổi còn sắp xỉ nhau, hắn lại càng muốn làm ra chút thành tích. Đáng giận. Chu bất chấp thấy khuyên không được chu hậu chiếu chỉ có thể từ bỏ, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía chu hậu chiếu tràn đầy ghen tị cùng không cam lòng. Vốn còn nghĩ một chiêu một ngày có thể thay thế, nhưng hiện tại thiên bản tuôn ra lão tổ đại minh hồng vũ hoàng đế chu nguyên chương cho dù hắn thiết đảm thần hầu muốn thay thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn bóp chết ở trong lòng. Càng làm cho hắn tức giận chính là, chu hậu chiếu rõ ràng chính là một hôn quân tự biết sống phóng túng, vận khí lại cực kỳ tốt. Đầu tiên là mơ mơ hồ hồ thúc đẩy ứng châu đại thắng, sau lại tại ninh vương phản loạn thời điểm ngự giá thân chinh, nhưng còn chưa ra khỏi thành vương minh dương liền bình định phản loạn, công lao này còn ghi ở cái này hôn quân trên đầu. Hiện tại càng là thái quá, thiên bản đột nhiên lộ ra ánh sáng đại ly bắc lương vương từ hiểu kiếp trước là lão tổ tông hồng vũ đại đế hiện tại càng là muốn đánh hạ toàn bộ đại ly đưa cho đại minh cái này mẹ nó không cần nghĩ nếu thật sự thành công lao phổ của chu hậu chiếu khẳng định lại là một bút ký đậm màu ở trên đầu hắn đại ly đánh cho liên quân ly dương và bắc mãn liên tiếp bại lui trong quân doanh bắc lương từ phong niên đưa cho từ hiểu một phong thư đã đọc xong phụ thân thật không nghĩ tới khấu trọng lại một mình đoạt lại quyền khống chế đại tần từ hiểu một bên nghe từ phong niên nói một bên tiếp nhận thư tín xem vừa nhìn cũng là sợ hãi thang liên tục quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế không chỉ có nhất thống sáu nước hùng tại đại lược còn có trực diện sinh tử dũng khí từ phong niên nghe xong gật gật đầu nếu không có dũng khí không sợ sinh tử làm sao dám một mình đi tới đại tần đoạt lại quyền khống chế phụ thân ngươi là khấu trọng trọng trưởng đại tần, có thể làm cho đại tần trở lại đỉnh phong hay không? Tự hiểu lắc đầu nói. Khó. Nếu đặt chúng ta ở vị trí đại tần khấu trọng, muốn đỡ cao ốc cũng gần như không có khả năng. Từ phong niên nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Phụ thân. Ngươi chính là Hồng Vũ Đại Đế. Còn đạt được thiên đạo chúc phúc, có được binh pháp thần thư như thái cổ binh điển. Như vậy cũng không cứu được đại tần bây giờ. Từ hiểu gật đầu nói. Đúng vậy. Bởi vì hiện tại Đại Tần Thiếu không chỉ là quân vương giả hành quân đánh giặc. Còn thiếu lương thực. Mặc dù Đại Đường có thể tọa sơn quan hộ đấu, mặc kệ khấu trọng đem thiếu tướng quân nhập vào Tần quân. Nhưng Đại Tần bị hồ hợi và triệu cao khống chế nhiều năm như vậy đã sớm là giả rồi. Từ phong niên nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, quân Bắc lương hán binh cường mã tráng, là bởi vì nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm nhưng khấu trọng mặc dù đoạt lại quyền khống chế đại tần nhưng đối mặt với đại tần trăm ngàn lỗ hổng này hắn muốn đỡ cao ốc thật đúng là khó như lên trời đại tần cung hàm dương sau khi nắm đại quyền trong tay khấu trọng bắt đầu trù tính không ngày không đêm làm thế nào cứu vớt đại tần đang lung lay sắp đổ từ biên giới trở về tử lăng ngươi có ý kiến gì không giờ phút này khấu trọng biết được kiếp trước là thủy hoàng đế hiện giờ đã có con trai chân long cho dù là từ tử lăng từng lớn lên từ mông tiểu quan cũng ở trong lòng đối với khấu trọng sinh ra một tia cảm giác khoảng cách ngôn ngữ của hắn có chút cung kính nói thủy hoàng đế lấy hiện giờ đại tần thực lực muốn đối phó hán vũ đế lãnh đạo cường thịnh đại hán quả thực không có phần thắng kế hoạch hôm nay chỉ có đem thiếu tướng quân nhập vào đại tần mới có khả năng đánh một trận khấu trọng gật đầu nói điểm ấy trẫm cũng biết bất quá trẫm chỉ sợ đem thiếu tướng quân điều về đại tần đại đường lý thế dân đem nhân lúc cháy nhà đi hôi của không chỉ có muốn toàn bộ đại tùy còn đem khu hổ nuốt sói đến lúc đó ta đại tần đem bụng đối mặt hai cái cửu châu tuyệt đỉnh hoàng triều cái kia càng không có phần thắng giờ phút này khấu trọng đương nhiên là không có tâm tư tiếp tục tranh đoạt đại tùy bất quá nếu là đem thiếu tướng quân triệu hồi hắn chỉ sợ lý thế dân cùng hắn là một đời hùng chủ sẽ không cam lòng chỉ bắt được đại tùy mà là lựa chọn tiến thêm một bước xâm chiếm đại tần đây thực sự là một vấn đề khó khăn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán với đại đường nếu là chúng ta thiếu tướng quân như trước không rút khỏi đại tùy đối với bọn hắn đại đường mà nói cũng là một kiện hết sức đau đầu sự tình từ tử lăng trầm tư một lát mở miệng nói nhưng nói như thế nào ngươi phải biết rằng khế ước hoặc là hiệp nghị căn bản không có bất kỳ hiệu ứng gì. Chỉ sợ chúng ta chân trước trút khỏi đại tùy, chân sau bọn họ đại đường liền bội ước. Khấu trọng nói xong, từ tử lăng lâm vào trầm mặt, đích xác đây là một vấn đề khó giải. Đác đác đác. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đến báo. Khởi bẩm bệ hạ, đại đường Bình Dương công chúa cầu kiến. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 006, một vòng mới lộ ra ánh sáng, lộ ra ánh sáng cái trước kiếp trước Vứt bỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nghe vậy Từ tử lăng sửng sốt Nàng tới làm gì? Khấu trọng lạnh lùng cười Cái này còn phải nói Nàng tất nhiên là đường Thái Tông phái tới du thuyết thiếu tướng quân rút khỏi đại tùy thuyết khách. Khấu Trọng và Lý Tú Ninh từng có một đoạn tình yêu say đắm, bất quá hắn thức tỉnh ký ức thủy hoàng đế đã không còn là nam oán nữ si tình buồn bực không vui sau khi thất tình, hiện giờ hắn cầu chỉ có thể đúc lại vinh quang ngày xưa của đại tần, thậm chí đúc một đại tần vượt xa kiếp trước khi hắn làm thủy hoàng đế. Tuyên Bình Dương công chúa ý kiến. Cười lạnh qua đi, Khấu Trọng cũng ý bảo hộ vệ mang Lý Tú Ninh đến. Không bao lâu, một vị nữ tử khuôn mặt quyến rũ, rất có tư sắc đại khí đi vào đại điện đại đường Bình Dương công chúa tham kiến thủy hoàng đế. Mặc dù kiếp này hắn là khấu trọng, nhưng hắn dứt khoát coi mình là tần thủy hoàng kiếp trước, cho nên mọi người khi gặp hắn xưng hô đều ngầm thừa nhận là tần thủy hoàng doanh chính. Miễn lễ Khấu trọng thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt không buồn không vui, yên lặng chờ Lý Tú Ninh nói rõ ý đồ đến đây. Thủy hoàng bệ hạ tôn kính Hoàng huynh biết được ngài trọng trưởng đại tần, đặt phái thần nữ chuẩn bị trọng lễ đến chúc mừng khấu trọng vẫn mặt không chút thay đổi thản nhiên mở miệng. Đường Thái Tông có lòng rồi. Lý Tú Ninh thấy đã từng người yêu thấy chính mình giống như tầm thường nhất người xa lạ lạnh lùng, trong lòng không khỏi có một tia quặn đau, bất quá cũng chỉ chính mình là mang theo nhiệm vụ mà đến, chợt liền lần nữa mở miệng nói. Trừ lần đó ra, Hoàng Huynh còn nói Thủy Hoàng đế trọng trưởng đại tần bách phế đại hưng, Thủy Hoàng đế nếu có cái gì cần tương trợ, ta đại đường tất nhiên sẽ ban cho trợ giúp. Nghe vậy, khóe miệng khấu trọng mới lộ ra một tia cười lạnh nói trẫm xem đường thái tông còn hy vọng trẫm thiếu tướng quân rút khỏi đại tùy đi lý tú ninh cũng không phủ nhận mở miệng nói cục diện bây giờ chắc hẳn thủy hoàng đế đã nhìn rõ đối mặt cường hán cho dù thủy hoàng đế đức kim tam hoàng công cái ngũ đế bây giờ đại tần chỉ sợ cũng là khó có thể xoay chuyển cục diện chỉ có đem thiếu tướng quân nhập vào quân tần mới có chuyển cơ Hoàng Huynh cũng biết Thủy Hoàng đế băng khoăn, cho nên hứa hẹn chỉ cần Thủy Hoàng đế thiếu tướng quân rút khỏi đại tùy, hắn đem ở tầng, tùy biên giới kiến tạo một tòa không kém trường an thành mậu dịch chi đô. Để thúc đẩy đại đường và đại tầng ta phồn vinh thịnh vượng. Tự tử lăng vừa nghe, thần sắc lập tức sang một bên. Bình Dương công chúa nói có đúng không? Lý Tú Ninh thập phần khẳng định nói. Thủy Hoàng đế hoàn toàn có thể giám sát, tin tưởng một năm chi kỳ, tòa thành này sẽ có quy mô ban đầu. Từ tử lăng không khỏi lộ ra ý cười. Như thế rất tốt. Thỏa thuận có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào, bởi vì không có chi phí. Nhưng nếu đại đường nguyện ý xây dựng một tòa thành mậu dịch ở biên giới tầng, tùy, thì quả quyết sẽ không dễ dàng bội ước. Đến lúc đó thiếu tướng quân chỉ cần kéo dài chút thời gian, bảo đảm đại đường cũng không phải bằng mặt không bằng lòng, là có thể an tâm rút khỏi đại tùy. Cứ như vậy, Đại Tần xem như cùng Đại Đường đạt thành hiệp nghị, mà nhìn Lý Tú Ninh dần dần rời đi, khóe miệng khấu trọng lại tiếp tục cười lạnh. Đường Thái Tông thật là giỏi tính toán. Muốn xem Đại Tần ta cùng Đại Hán đấu ngươi chết ta sống, ngươi ngồi ngư ông đắc lợi. Hắn đương nhiên không tin Lý Thế Dân có hảo tâm như thế, kỳ duy nhất khả năng chính là tọa sơn quan hổ đấu, đến lúc đó lưỡng hổ tranh chấp có một vết thương, mới là hắn Đại Đường chân chính ăn thịt lúc bất quá đường thái tông ngươi có tính toán của ngươi trẫm cũng có tự tin của trẫm trẫm tin tưởng chỉ cần đem thiếu tướng quân nhập vào tần quân nhất định có thể để đại tần trở lại đỉnh phong cho dù là đại tần đã sớm vỡ nát tuy rằng khấu trọng cũng biết đại tần hiện giờ muốn ở trong nguy cơ tìm kiếm sinh cơ thập phần gian nan bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu tín niệm tất thắng nếu là bị khốn cảnh trước mắt hù dọa vậy hắn cũng không xứng danh hiệu thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng giả, thiên hạ chi hùng chủ giả, uy lăng tứ hải, phí phân phong, lập quận huyện, thống nhất độ lượng hành, xa đồng văn, thư đồng quỷ, công tích chấn cổ thước kim giả. Khấu trọng kiếp trước phơi bày kết thúc, khen thưởng phát ra trong. Chúc mừng khấu trọng đạt được. Khoai tây thực vật, khoai tây thực vật. Có thể sản xuất mỗi mẫu 50 thạch. Lưu ý, khoai tây và lúa gạo, ngô, lúa mì đều là nguyên liệu chính của con người. Oanh khi khấu trọng nhìn thấy trên màn sáng ban thưởng cho hắn, thiếu chút nữa không có kinh bạo nhãn cầu. Hắn đương nhiên biết khốn cảnh hiện giờ của đại tần ngoại trừ một vương giả chi sư có thể chống lại cường hán ra, lại phải là lương thực. Mà lúa nước chủ yếu của triều tần, sản lượng lúa mạch mỗi mẫu cũng chỉ từ 2 đến 5 thạch. Hơn nửa mấy năm liên tiếp chiến loạn, tần triều càng là con dân càng là ăn không no bụng, nhưng hôm nay vật khen thưởng này lại là gọi khoai tây món chính, đây còn không phải mấu chốt nhất. Mẫu chốt nhất chính là khoai tây này cư nhiên có thể mỗi mẫu sản xuất 50 thạch. Chẳng phải là nói khốn cục của đại tần hắn sẽ không còn là khốn cục nữa. Kiếp trước phơi bày chọn lựa đối tượng thành công. Bất quá còn không đợi khấu trọng hưng phấn, màn sáng trên bầu trời lại hiện lên chữ to kim quan cứng cáp hữu lực. Điều này cắt đứt suy nghĩ của khấu trọng, đồng thời cũng làm cho khấu trọng không khỏi chờ mong. Trước có hồng vũ đại đế chu Nguyên Chương, sau có tần thủy hoàng ta thiên mạc bại lộ kiếp trước càng ngày càng thái quá cũng không biết lần này có thể hay không lại bại lộ một vị kinh bạo nhãn cầu nhân vật đại minh thất hiệp trấn khách sạn đồng phúc lữ tú tài nhìn thấy thiên bản thưởng cho khấu trọng không khỏi kinh hô mở miệng nói khấu trọng mặc dù không phí một binh một tốt một lần nữa nắm giữ đại tần bất quá bây giờ đại tần hoang tàn khắp nơi cho dù kiếp trước hắn vì thủy hoàng đế hùng tại đại lược muốn cứu vớt đại tần nguy cục cũng là khó như lên trời lại không nghĩ tới kim bản tận thưởng hắn khoai tây này một cây, này đối với khấu trọng mà nói thật đúng là đưa than sự ấm trong ngày tuyết rơi nha. Bạch triển đường cũng có chút ngoài ý muốn nói. Đây chính là cái gọi là buồn ngủ đưa cho ngươi gối đầu. Kim bản khen thưởng thật đúng là vừa đúng. Đông tương ngọc thì ở một bên mở miệng nói. Cái này gọi là các nhân tự có thiên tướng. Kiếp trước với bày chọn lựa đối tượng thành công. Đến rồi đến rồi một tiết lộ mới đã đến cũng theo kim bản lần nữa lộ ra ánh sáng ánh mắt mọi người đều hướng về phía màn sáng trên bầu trời ngay cả lý đại chủy ở phía sau bếp đang nghe được trong khách điếm một mảnh huyên náo cũng là bỏ lại nồi niêu xào một nửa đồ ăn chạy tới nhìn về phía màn sáng một vòng kiếp trước mới lộ ra sắp tới rồi đồng tương ngọc không khỏi mắng lý đại chủy việc bếp trưởng không làm ngươi xem náo nhiệt cái gì Lý Đại Chủy cũng lơ đến nói. Bà chủ, nhà bếp này sống không kém trong chốc lát, bất quá người bị phơi bày kiếp trước là ta. Anh có bao giờ nghĩ đến khả năng cao là anh đang nói chuyện với loại tồn tại nào không? Bạch triển đường nghe xong cười mắng. Lý Đại Chủy, đây là ban ngày, chúng ta có thể đừng mơ mộng hảo huyền không? Tuy nói kiếp trước của người bị phơi bày càng ngày càng trâu bò, nhưng kiếp này bọn họ cũng trâu bò như vậy. Ta thật sự nghĩ không ra, ngươi chính là một cái đầu bếp cho dù bị lộ ra ánh sáng kiếp trước có thể lợi hại đi nơi nào chẳng lẽ ngươi còn có thể trở thành ngự trù hoàng cung hay sao lý đại chủy vội vàng phản bác đi 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 cậu trong miệng phun không ra ngà voi ngươi liền bất hạnh ta một đời này ẩn giấu thân phận chẳng qua là ẩn mà không phát chính là dự cảm được kim bản sẽ bại lộ ta không kêu thì đã nhất minh kinh người quách phù dung lại ở một bên nhắc lời trước kia các ngươi đều nói ta thích làm đại hiệp mộng, hiện tại các ngươi thấy được đi, cái này lý đại chủy so với ta còn thích ảo tưởng mình là ngưu bức nhân vật. Tuy rằng mọi người ngươi một lời, ta một câu, cũng không có lại để cho lý đại chủy đi hậu trụ ý tứ. Nhưng mà, những người khác không có ý tứ này, khách nhân lại không làm nữa. Ta nói lão bản nương, tự chờ ngươi nhắm rượu đồ ăn nhìn tiếp theo vị kiếp trước lộ ra người đâu rồi, đồ ăn này sao còn không lên. Đông Tương Ngọc lập tức liếc mắt xem thường lý đại chủy để cho hắn tự mình lĩnh ngộ, dưới sự uy hiếp của bà chủ xích quả quả, các khách nhân thúc giục lý đại chủy cuối cùng không thể chống đỡ nhìn về phía lục vũ nói. Lục vũ! Lý đại ca ngươi cũng không cầu ngươi, hôm nay ta cầu ngươi một lần. Hậu trù có một đạo bào sa thải lý ca ngươi sa thải một nửa, lý ca ngươi cầu ngươi đi hỗ trợ xem hạ độ lửa thôi. Hắn vừa nói xong, không đợi lục vũ trả lời, quách phù dung liền tiếp lời ta phi. Ngươi còn không cầu người, ngày hôm nay không thấy ngươi phiền toái lục vũ, ngươi lời này kia không biết xấu hổ nói ra miệng. Bạch triển đường cũng nói theo. Đúng vậy, lục vũ ta không để ý tới hắn, liền đợi ở chỗ này xem kim bản, thói quen hắn tật xấu. Lữ tú đồng dạng phụ họa nói. Có người nha, chính là thấy lục vũ hào hoa phong nhã cho rằng dễ khi dễ, thật tình không biết lục vũ là không muốn cùng hắn sao đo, hắn cư nhiên còn đạp mũi lên mặt bà chủ đông tương ngọc trực tiếp ra lệnh lý đại chủy ngươi còn muốn làm hay không ngươi nhìn xem từ khi kim bản này lộ ra ánh sáng về sau bao nhiêu người đến hướng ta khiếu nại ngươi mang thức ăn lên chậm muốn chết đối mặt với sự bao vây tiểu trừ của mọi người lý đại chủy cũng có chút chống đỡ không được rồi lại thật sự muốn xem kim bản sẽ đưa ra ánh sáng ai chỉ có thể hạ thấp tư thái dùng ngữ khí gần như cầu xin nói với lục vũ vũ ca coi như cái miệng nhỏ nhắn vang cầu ngươi ngươi liền giúp cái miệng nhỏ nhắn đi xem đi ngươi yên tâm chỉ cần kim bản lộ ra người là cái miệng nhỏ nhắn ta từ nay về sau ta báo ngươi vũ ca ăn ngon uống cây đấy lời này của hắn tự nhiên lại đưa tới một trận mắng chửi bất quá lục vũ lại không thèm để ý ha ha cười nói ha ha được dù sao kim bản sẽ không lộ ra ta ta liền thay ngươi đi xem Bất quá cái miệng nhỏ nhắn ngươi cũng đừng quên ngươi hôm nay hứa hẹn, nếu thật phơi bày ngươi kiếp trước là cái gì ngưu bức nhân vật, ngươi cần phải nhớ rõ mang ngươi vũ ca ăn ngon uống cây đấy. Lý Đại Chủy thấy Lục Vũ đồng ý, vội vàng gật đầu nói. Nhất định nhất định. Cứ như vậy, Lục Vũ cười đi về phía bếp. Cùng lúc đó, khi Lý Đại Chủy chờ mong người thiên bản lộ ra ánh sáng là mình, chữ kim quan đại tự như ẩn chứa vô cùng vĩ lực trên bầu trời lại hiện lên người phơi bày cửu châu đại lục đại minh thất hiệp trấn lục vũ đối tượng kiếp trước khí thiên đế kiếp trước phơi bày đối tượng tuyển chọn sau sàng lọc cùng khí thiên đế có ràng buộc người cửu châu đại lục đại minh hoàng triều di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt cửu châu đại lục đại minh hoàng triều di hoa cung nhị cung chủ yêu nguyệt cửu châu đại lục đại tần hoàng triều giăng lưới kinh kỳ Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 007, vứt bỏ thiên đế chi danh dẫn cửu châu đế hoàng tức giận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại Tần Cung Hàm Dương Từ tử lăng nhìn văn tự trên màn sáng trên bầu trời không khỏi mở miệng nói. Hai vị cung chủ di hoa cung ta cũng có nghe nói nhưng hai cái tên khí thiên đế và lục vũ này thật đúng là chưa từng nghe thấy thủy hoàng đế ngươi có từng nghe nói qua tên của hai người này không mặc dù từ tử lăng bây giờ biết khấu trọng là đại tần hoàng đế bất quá nói thế nào cũng là trần truồng mông lớn lên huynh đệ cung kính thì cung kính lúc nói chuyện vẫn không đổi được dùng kính ngữ ở phía trước ha ha khấu trọng cười lạnh bất quá hắn cười lạnh cũng không phải đối với từ tử lăng bởi vì tuy rằng hắn là tần thủy hoàng, nhưng như cũ là cùng từ Tử Lăng can đảm tương chiếu huynh đệ, mặc dù nói chuyện thái độ đều lộ ra vương giả khí, nhưng đây là tiếp thu thủy hoàng đế ký ức vô tri vô giác hành vi, kỳ thật trong lòng căn bản không quan tâm Từ Tử Lăng đối với hắn có hay không tôn kính. Chưa từng nghe nói. Ngược lại là muốn nhìn xem khí thiên đế này có chỗ nào hơn người. Chính xác. Khấu Trọng Sở dĩ cười lạnh, là bởi vì khí thiên đế Đương nhiên không phải hắn biết khí thiên đế, mà là tên khí thiên đế. Phải biết rằng hắn là khấu trọng, kiếp trước cũng là tần thủy hoàng, cũng là đại tần thiên tử. Thế nào là thiên tử, con trai của trời? Nhưng khí thiên đế thì ngược lại, cư nhiên dùng khí đặt tên cho mình. Bỏ là gì? Cái này còn phải ngược dòng đến đời chu thủy tổ hậu tắc, hắn đã từng dùng danh nghĩa vứt bỏ, truyền thuyết là bởi vì sau khi sinh ra bị vứt bỏ mà có tên như vậy. Về sau chữ bỏ, lại kéo dài nghĩa là rời đi, khinh thường, bãi bỏ, quên lãng. Có thể nói, khí, căn bản cũng không phải là một chữ ca ngợi, mà dùng hai chữ khí thiên, đây không thể nghi ngờ là đang trào phúng cùng khinh thường đối với trời. Doanh chính làm con của thiên chi tử nhìn thấy tên khí thiên để sao có thể không tức giận. Đại ly Trong trướng quân Doanh Bắc Lương, từ hiểu nhìn thấy tên người kiếp trước lộ ra trên kim bản, trong lòng không khỏi sinh ra ba phần lửa giận thật to gan lại đặt tên là khí thiên đế ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có gánh nổi ba chữ này hay không hắn còn nhớ rõ năm đó đại minh quy nhất hắn từng khấu cáo thiên khung nhật nguyệt sơn xuyên thượng thừa thiên đạo hạ thuận thần dân khu trừ mối họa trăm năm thăm định nam bắc kiêu hùng thiết kế cùng đỉnh tử kim sơn chiêu cáo thiên địa hoàng lập quốc đại minh hắn đều tự xưng thiên thần tử một vòng này kiếp trước người lộ ra ánh sáng ngược lại tốt cư nhiên dùng khí thiên đế ba chữ này vì tên của mình, ngươi nói từ hiểu há có thể không tức giận. Đại Hán Trường Lạc Cung Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhìn thấy ba chữ trên màn sáng, vẻ mặt u ám. Đi điều tra người tên Lục Vũ này cho ta. Kiếp trước lại dám dùng hai chữ khí thiên này. Đang muốn xem Lục Vũ này có lai lịch gì. Đại Minh Cố Cung chu hậu chiếu vốn còn chuẩn bị ngự giá thân chinh thấy người trên thiên bản lộ ra ánh sáng lại là người đại minh hắn sắc mặt vui mừng quả thực bộc lộ trong lời nói ha 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 thật sự là trời phù hộ đại minh của trẫm kiếp trước người bị phơi bày đúng là người của đại minh trẫm người đâu mau đi lập tức chu hậu chiếu liền định kéo lục vũ bất quá đột nhiên lời nói của chu hậu chiếu lại im bặt hắn luôn cảm giác nơi đó không đúng trẫm biết rồi. Là tên của người bị phơi bày kiếp trước. Hắn cư nhiên dùng hai chữ khí thiên vì tên của mình. Hắn đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, trẫm chính là thiên tử, hắn cư nhiên ghét bỏ thiên. Nhất thời. Chu hậu chiếu liền bỏ đi ý mời chào lục vũ, làm nhi tử của thiên, sao có thể thu một người khinh thường thiên. Nhưng chu hậu chiếu cũng không phái người đi tìm lục vũ phiền toái, bởi vì phong cách xử sự, sự và tâm tính của hắn giống nhau, đều là loại tùy tiện. Chỉ cần lục vũ này không xâm hại lợi ích của đại minh, hắn không có khả năng tìm lục vũ gây phiền toái. Người xem dịp cô thành cùng tây môn suy tuyết ở đầu tử cấm thành hắn làm một trận hắn cũng không có gì điểu vị, chẳng lẽ muốn bởi vì một cái tên mà đi tìm người gây phiền toái? Không tồn tại. Đại đường, thái an cung, lý thế dân nhìn tên của người bị phơi bày kiếp trước trên trời sắc mặt cũng không tốt lắm. Bất quá hắn lại không tức giận như mấy vị hoàng đế trước, ngược lại mời Viên Thiên Cương tới. "Viên Ái Khanh, ngươi có thể tính ra kiếp trước mới này là ai?" Viên Thiên Cương không chút do dự lắc đầu nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần tính không ra." Trong lòng Lý Thế Dân hết sức kỳ quái, hắn biết Viên Thiên Cương trên con đường huyền học toàn bộ cửu châu cơ hồ không ai có thể vượt qua, không nghĩ tới hắn lại không hề nghĩ ngợi liền đưa ra đáp án bất quá đối với loại người hiểu được huyền học này lý thế dân vẫn có chút tôn trọng cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi nhưng đột nhiên phát hiện sắc mặt viên thiên cương tự hồ có chút không đúng vì thế mở miệng hỏi viên ái khanh sắc mặt này của ngươi nghe vậy trên mặt viên thiên cương lộ ra một tia xấu hổ nói hồi bẩm bệ hạ kỳ thật từ trước khi bệ hạ triệu kiến vi thần vi thần đã muốn thử suy tính khí thiên đế này là ai nhưng mà vừa mới bày ra đại trận muốn suy tính một phen liền bị cắn trả thiếu chút nữa cùng bệ hạ thiên nhân vĩnh cách lời vừa nói ra trong mắt lý thế dân tràn đầy kinh hãi vội vàng truy vấn viên ái khanh lại suy tính qua tên khí thiên đế này viên thiên cương gật đầu nhưng lại lắc đầu chỉ là bày ra đại trận tâm niệm vừa động liền thiếu chút nữa mất mạng nhà ma cũng may mắn vi thần đạo hành còn nông nếu là ở sâu một chút tính sâu hơn nữa dù là một phần, sợ chết liền có thể an nghỉ dưới đất. T. Lý Thế Dân nghe nói như thế có chút khiếp sợ. Khí Thiên Đế này thật sự lợi hại như thế? Viên Thiên Cương lắc đầu nói. Vi thần vẫn không biết, bởi vì vi thần căn bản không tính ra. Bất quá vi thần có thể khẳng định, khí thiên đế này quyết không thể trêu chọc. Được được được. Khí Thiên Đế. Quả nhiên là một cái tên hay cửu châu ngoại trừ những đế vương này còn có một người nghe được ba chữ khí thiên đế lửa giận trong lòng khó có thể che giấu người này ở sâu trong một nơi cực lạnh trên mặt mang theo một cái mặt nạ băng tinh không sai hắn không phải người khác chính là sống mấy ngàn năm đế thích thiên mà đế thích thiên vì sao tức giận tự nhiên muốn từ hắn cho mình khởi đế thích thiên ba chữ bởi vì ba chữ đế thích thiên trong tiếng phạn có thể coi là thích nhân đà la cũng chính là ý tứ của thiên đế. Đế thích thiên hắn cũng đồng dạng cho rằng hắn là thần chi phối thế giới này, là thiên cao hơn mọi người. Hôm nay nhìn thấy hai chữ khí thiên, đế thích thiên hắn sao có thể không tức giận. Khí thiên đế đúng không? Đợi ta chấp nhận sắp lần nữa đột phá thánh tâm quyết tu đến cảnh giới cao hơn, ta đế thích thiên sẽ cho ngươi biết ngươi đặt cái tên này là cỡ nào ngu xuẩn một sự kiện. PS Sách mới xuất phát nhu cầu cấp bách các vị mỹ nữ soái ca đại lực ủng hộ, đi ngang qua không nên bỏ qua, khóc lóc âm sòng cầu cất giữ đề cử vé tháng, cầu hết thảy, cảm ơn các vị, cho các vị đại lão dập đầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 008, tất cả đều không nhận ra vứt bỏ thiên đế. Hiếu kỳ dám lấy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đại tùy Từ hàng tỉnh trai Trên mặt che kín lụa mỏng Cũng khó làm sư phi huyên thanh diễm thoát tục dung nhan tuyệt mỹ nhìn về phía sư phụ Phạm Thanh Huệ nói Sư phụ Hôm nay khấu trọng trở lại đại tần Sớm muộn cũng sẽ đem thiếu tướng quân điều đi Hiện tại đại đường muốn thôn tính đại tùy Ngoài trừ lĩnh Nam Tống Khuyết đã có thể nói không có chướng ngại Năm tháng dường như chưa từng lưu lại dấu vết trên mặt, Phạm Thanh Huệ đã qua tuổi trung niên vẫn đẹp không sao tả xiết gật đầu nói. Đúng vậy. Cho nên vi sư liên hệ đại tùy đệ nhất tán nhân minh đạo kỳ, dự định cùng hắn đến một cái có một không hai quyết đấu. Ép hắn rời khỏi đại tùy tranh đoạt chiến. Từ hàng tỉnh trai tuy nói môn phái trong cảnh nội đại tùy, bất quá tùy dương đế dương Quản hoành chinh bạo liễm, nghèo binh mặt vũ, sớm đã mất đi lòng dân. Từ hàng tỉnh trai tự nhiên cũng sẽ không ủng hộ một bạo quân như vậy, ngược lại đặc biệt coi trọng đại đường thủ tiêu đại tùy dù sao thịnh thế đại đường rõ như ban ngày nếu để cho bách tính đại tùy trở thành con dân đại đường đối với từ hàng tỉnh trai mà nói coi như là một loại tạo hóa cho nên lúc trước phạm thanh huệ đã từng sắp xếp đệ tử sư phi huyên khắp nơi tìm khấu trọng phiền toái nhưng làm cho nàng không nghĩ tới khấu trọng kiếp trước lại là tần thủy hoàng điều này cũng làm cho từ hàng tỉnh trai nàng giảm bớt không ít phiền toái Hiện tại bọn họ chỉ cần đem toàn bộ tinh lực dùng ở Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết quyết đấu là được. Hả? Đột nhiên màn sáng trên bầu trời lại hiện lên văn tự vĩ đại, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên không hẹn mà cùng ném đi ánh mắt. Đại Minh thất hiệp trấn Lục Vũ. Sư Phi Huyên mở miệng trước, chợt nghi hoặc nhìn về phía Phạm Thanh Huệ nói: "Sư phụ, người đã từng nghe qua Lục Vũ chưa?" Phạm Thanh Huệ lắc đầu, ta không chỉ không có nghe nói qua lục vũ, càng không có nghe nói qua khí thiên đế. Nghe vậy, sư phi huyên càng thêm khó hiểu. Không nên nha, nửa năm nay mặc dù một ít người phơi bày chúng ta không biết, nhưng người phơi bày kiếp trước ở Cửu Châu đều có danh tiếng không nhỏ. Sao ngay cả sư phụ cũng chưa từng nghe nói qua tên khí thiên đế? Phạm Thanh Huệ cũng khó hiểu. Đúng là kỳ quái. Bất quá lúc này đây cùng mấy lần trước phơi bày có chỗ bất đồng, lại còn đem phơi bày vứt bỏ thiên đế ràng buộc người mặc dù không biết kinh kỳ là ai nhưng di hoa cung hai vị cung chủ yêu nguyệt cùng liên tinh tên vi sư ngược lại như sắm bên tai có thể cùng hai người này có ràng buộc nghĩ đến cái này khí thiên đế cũng không phải hời hợt hạng người núi võ đan chân vũ đại điện một vị tiên phong đạo cốt lão giả sừng sững trên đài hướng một loại đệ tử triển lãm võ học chỉ thấy hai tay hắn khi thì nâng lên khi thì hạ xuống từng chiêu từng thức mềm nhẹ thông thả, rất tốt trong thiên hạ võ học duy khoái bất phá. Nhưng mà, dù vậy, dưới đài đệ tử cũng không một ai dám nghi ngờ, ngược lại hết sức chăm chú nhìn lão giả thi triển quyền pháp của mình. Không có hắn, lão giả này không phải người khác, chính là võ đan sơn tổ sư gia, có danh xưng võ lâm thái đấu trương tam phong. Thái cực quyền chú ý lấy tỉnh chế động, lấy nhu khắc cương. Không chỉ có thể thông lạc kinh mạch, Càng có thể xúc tiến nội lực lưu thông cùng tăng trưởng các ngươi hiểu chưa Trương Tam Phong đánh xong Lập tức giảng giải yếu lĩnh cho đồ tử đồ tôn Một đám đồ tử đồ tôn cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Sư phụ, người mau nhìn Đột ngột Đại đệ tử đời thứ nhất núi võ đang tống viễn kiều chỉ vào bên ngoài chân vũ đại điện cao giọng nói Hắn vừa nói ra lời này Trương Tam Phong còn chưa có động tác gì đồ tử đồ tôn lại sớm không kiềm chế được. Chẳng lẽ kim bản lại lộ ra rồi? Mau đi xem, lần này lộ ra sẽ là nhân vật trâu bò gì? Kiếp trước của khấu trọng là tần thủy hoàng, kiếp trước của khấu trọng tất nhiên cũng không kém. Không ngờ. Khi bọn họ nối đuôi nhau đi ra, tràn ra chân vũ đại điện nhìn lên màn trời, lại bị chữ kim quan đại hình như có vô cùng vĩ lực trên màn trời làm cho bối rối. Lục vũ còn ai? lục vũ chưa từng nghe nói qua thất hiệp trấn ta ngược lại là biết bất quá mặc dù không tính là cùng sơn cùng cốc cũng không phải cái gì đặc biệt nổi danh địa phương đừng nói lục vũ liền cái này khí thiên đế ta cũng chưa từng nghe nói qua tên đặt ngược lại là ngưu bức oanh oanh một đám đệ tử núi võ đang đều không rõ nguyên do chỉ có thể đem ánh mắt tất cả đều hướng về phía trương tam phong chậm rãi bước ra khỏi chân vũ đại điện lại kiến thức rộng rãi sư phụ người có nghe qua hai cái tên lục vũ và khí thiên đế không một vị đệ tử khác của trương tam phong là mạc thanh cốc vội vàng dò hỏi dựa theo thiên bản quy luật phơi bày ra ánh sáng kiếp trước người hẳn là càng thêm có phân lượng tồn tại nhưng vi sư thật đúng là liền không biết hai cái tên này bất quá có thể lấy chữ đế làm tên nghĩ nhất định không phải là người đơn giản nghe vậy tống viễn kiều đối với lời nói của sư phụ trương tam phong cũng rất tán thành di hoa cung tại chúng ta đại minh có võ lâm cấm địa danh hiệu được này vinh hạnh đặc biệt toàn bằng di hoa cung hai vị võ nghệ cực cao cung chủ khí thiên đế nếu có thể cùng hai người các nàng có ràng buộc liền nhất định hắn bất phàm đại tống đảo đào hoa một vị hai mắt linh động chỉ có hai tám tuổi nhưng vẫn kiều diễm động lòng người tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn bầu trời màng sáng trên mặt tràn đầy mơ hồ chi sắc nhìn về phía một vị nho nhã trung niên nói phụ thân lục vũ và khí thiên đế là người thế nào dung nhi sao chưa từng nghe phụ thân và dung nhi nói qua hoàng dung vốn tâm tư linh hoạt vẫn muốn ra khỏi đào hoa đảo nhìn thế giới bên ngoài hoàng dược sư vì không để cho hoàng dung ở trên đảo buồn bực muốn chết ngược lại sẽ cùng nàng nói một chút người cùng vật bên ngoài cho nên hoàng dung nghe qua yêu nguyệt cùng liên tinh lại đối với lục vũ cùng khí thiên đế ba chữ này thập phần xa lạ phụ thân nói với ngươi thế nào? Phụ thân cũng chưa từng nghe qua danh hiệu của hai người này. Hoàng Dược Sư bật cười nói. Không thể nào. Kim bản lộ ra trình tự không phải càng lộ ra, người bên trong càng gia trâu sao. Cái tên khí thiên đế này cũng huyễn khốc, ngay cả trời cũng không để vào mắt, nhân vật như vậy phụ thân lại chưa từng nghe nói qua. Hoàng Dung lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói. Dung nhi. Không phải phụ thân không có kiến thức, là khí thiên đế này thật sự không có danh tiếng ở cửu châu ngươi nghĩ xem có ai không biết thủy hoàng đế và hồng vũ đại đế khí thiên đế nếu thật sự cùng thủy hoàng đế cùng hồng vũ đại đế giống nhau lợi hại tồn tại phụ thân tại không biết chữ cũng không thể chưa nghe nói qua nha hoàng dược sư bất đắc dĩ nói cái này cũng đúng hoàng dung yên lặng gật đầu bất quá rất nhanh đôi mắt nhỏ lại nhỏ giọt một khi đã như vậy dung nhi cũng phải đi kiến thức tên lục vũ này nhìn xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì kiếp trước lại dám dùng cái tên khí thiên đế này hoàng dược sư vội vàng nói ngươi lại muốn trốn ra đào hoa đảo hoàng dung vội vàng làm nũng nói phụ thân dung nhi từ nhỏ đã đợi ở đào hoa đảo trên chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài ngươi chẳng lẽ thật muốn nữ nhi cả đời vây ở nơi này nha thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 009 ràng buộc người thái độ. Lục Vũ. Cửu Châu Thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại Minh. Một chỗ chim hót hoa thơm, trong sơn cốc trực rỡ sắc màu, sừng sững một tòa cung điện có chút hoa lệ. Trong cung điện, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như hàng mai lãnh ngạo mùa đông giá rét tháng 3, mặc dù lạnh lẽo vẫn khó nén dung nhan kinh thế. Một người đồng dạng trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, bất quá bên dưới bề ngoài minh diễm lại lộ ra nhu hòa, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại như một tam nguyệt xuân phong. Hai người này không phải ai khác, chính là bị kim bản đưa ra ánh sáng, cùng khí thiên đế có tràng buộc di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt cùng với nhị cung chủ liên tinh. Thật không nghĩ tới, Tỷ tỷ cùng ta cư nhiên cùng khí thiên đế kiếp trước có ràng buộc. Nghe vậy, Yêu Nguyệt sắc mặt vẫn rất lạnh, làm cho người ta có cảm giác người lạ chớ vào. Hừ. Vậy thì sao? Sự ràng buộc của kiếp trước có liên quan gì đến kiếp này? Liên Tinh không khỏi truy vấn. Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn biết kiếp trước chúng ta có quan hệ như thế nào với khí thiên đế? Yêu Nguyệt vốn còn ra vẻ cao lãnh khi nghe Liên Tinh nói lời này trong lòng cũng có một chút ý động bất quá vẫn bất động thanh sắc nói. Hừ, loại người này ngay cả danh hiệu cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ còn có thể cùng ta yêu nguyệt có cái gì rất sâu liên quan? Liên tinh lắc đầu nói. Tỷ tỷ, không thể nói như vậy. Phải biết rằng nhân vật kim bản lộ ra ánh sáng đều là càng ngày càng lợi hại. Hơn nửa người bị phơi bày kiếp trước lại dám dùng ba chữ khí thiên đế, kiếp trước tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, tên của hắn không bị thế nhân biết, nhưng ta luôn có một loại cảm giác mãnh liệt, khí thiên đế tuyệt không thể nào là hạng người phàm phu. Bị liên tinh nói như vậy, yêu nguyệt rốt cục là tâm tư linh hoạt hẳn lên. Cũng đúng, dám dùng tên khí thiên, đích xác không giống hạng người bình thường. Chẳng qua là không biết kiếp trước ta cùng hắn đến tột cùng có bao nhiêu ràng buộc. Liên tinh trầm ngâm một lát nói. Tỷ tỷ là di hoa cung đại cung chủ, thân phận kiếp này cực kỳ tôn quý. Nghĩ đến kiếp trước cũng tương đối có lai lịch. Nếu Khí Thiên Đế thật sự là người cũng như tên, vậy kiếp trước hắn cùng tỷ tỷ. Liên Tinh muốn nói lại thôi, Yêu Nguyệt cũng hơi đỏ mặt, dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Liên Tinh. Đừng nói hưu nói vượng. Nhưng mặc dù nói như vậy, Yêu Nguyệt trong lòng lại không khỏi nổi lên nói thầm, thầm nghĩ kiếp trước mình cùng Khí Thiên Đế này chẳng lẽ thật sự có quan hệ giống như người yêu? lại nghĩ đến khí thiên đế nếu thật sự là người cũng như tên, cũng không tính bôi nhọ thân phận đại cung chủ di hoa cung của nàng. Đại tần Hồ hợi cùng triệu cao bại cục, chiêu cáo một hồi gió tanh mưa máu sắp trình diễn. Tổ chức lưới, từng là ác chủ bài trong triệu cao thủ, tự nhiên bị trở thành đối tượng thanh toán. Đám sát thủ giăng lưới ngã xuống dưới truy binh đao của khấu trọng. Đừng chống cự vô ích nữa. Mau theo chúng ta trở về, bệ hạ có lẽ sẽ tha cho ngươi một con đường sống cùng lúc đó khấu trọng phái tới truy binh đem một vị kiếm cách trong lưới ngăn chặn thân thể thước tha lông mày là núi xa nữ thích khách dung mạo tinh xảo ngăn chặn ý bảo thất buông tha chống cự đừng mơ tưởng tuy nhiên vị thích khách tuyệt mỹ nữ này mắc điếc tai ngơ không loạn thủy hoàng đế hoặc là khấu trọng hiện tại nàng biết rõ cho dù sống sót cũng sẽ trải qua những gì cho nên nàng không có nửa phần do dự, liền rút kiếm hướng đám này khấu trọng phái tới truy binh giết tới. Hừ! Ngoan cố mất linh sao? Một đám truy binh thấy nữ thích khách còn dám phản kháng, lập tức tức giận rút binh khí ra nên đón. Ánh tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa phía chân trời. Trên vùng hoang dã, bụi đất tung bay, tiếng chém giết kịch liệt quanh quẩn trong không khí. Cuối cùng ánh chiều tà chứng kiến trận chiến đấu này, vết thương chồng chất của nữ thích khách vẫn đứng vững như cũ giống như đang tuyên cáo thắng lợi của nàng nhưng mà trên mặt nữ thích khách lại không có vui sướng sau khi thắng lợi ngược lại lộ ra mê man cùng sợ hãi trước nay chưa từng có lần này nàng may mắn thắng lợi lần sau còn có thể may mắn như thế cái này ngay khi nữ thích khách không biết đường ở nơi nào chữ to màu vàng kim trên bầu trời lại hấp dẫn ánh mắt của nàng ta dĩ nhiên là một vòng này kiếp trước phơi bày người ràng buộc chi nhân. Đúng vậy. Vị nữ thích khách này không phải ai khác, chính là Tần Kinh Kỳ, người đã vứt bỏ ràng buộc kiếp trước của thiên đế. Đồng thời, trong mắt vốn lộ vẻ tuyệt vọng đột nhiên thấy được ánh sáng hy vọng. Trong lòng của nàng không hiểu trào về một loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là tìm được khốn cảnh trước mắt lục vũ có ràng buộc với hắn trên kim bản trước mắt là có thể giải quyết dễ dàng. Đi đại minh thất hiệp trấn. Một ý nghĩ không có nửa phần do dự xuất hiện trong đầu, kinh kỳ liền kéo thân thể tràn đầy vết thương hướng về nơi hy vọng của nàng mà đi. Đại Minh Thị trấn Thất Hiệp Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường, Quách Phù Dung, Lữ Tú Tài, Lý Đại Chủy đều hết sức chăm chú nhìn bản vàng trên bầu trời. Khi một vòng mới của kim bản xuất hiện trên bầu trời, bọn họ nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Lục Vũ Các ngươi đã từng nghe qua cái tên này chưa? chưa từng nghe qua nha. Hắn là ai? Dưới sự phủ nhận không thể tin được, Bạch Triển Đường mới bắt đầu đau khổ nói. Hu hu! Cái này gọi là chuyện gì? Lý Đại Chủy cũng vẻ mặt cầu xin nói. Mết! Vừa rồi còn nói sau khi bị phơi bày sẽ bao vây lục vũ, không nghĩ tới tên hề lại là ta. Đông Tương Ngọc có chút hoảng hốt nói. Quả thực không khoa học, lục vũ rõ ràng chính là chúng ta đồng phúc khách sạn chạy đường hắn làm sao có thể bị thiên bản chọn trúng lữ tú tài cũng than thở nói ai nói không phải dựa theo kim bản lộ ra ánh sáng quy luật ta cái này đồng phúc khách sạn tú tài cũng so với lục vũ mạnh nha dựa vào cái gì lộ ra ánh sáng chính là hắn quách phù dung cũng như cha mẹ chết nói mấu chốt kiếp trước hắn vẫn là cái gì khí thiên đế chỉ nghe tên cảm giác nhất rất ngưu bức bộ dáng tuy nói lúc này đây bị đưa ra ánh sáng chênh lệch giữa lục vũ cùng từ hiểu cùng với khấu trọng tồn tại cách biệt một trời một vực, nhưng không thể bỏ qua chính là sự thật mỗi một người bị đưa ra ánh sáng đều sẽ biến thành gia trâu. Lục vũ này bị phơi bày ra ánh sáng, chẳng phải là nói lục vũ đem đại bằng một ngày đồng phong khởi, phù diêu thẳng lên chín vạn dặm. Điều này làm cho mấy người khách sạn đồng phúc hy vọng đối phương sống tốt, lại không hy vọng đối phương sống tốt hơn mình nhất thời so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Vũ ca, ngươi mau ra đây ngay lập tức. Mấy người liền bắt đầu hướng về phía lục vũ trong phòng bếp hô. Ra cái gì nha, nổ mực còn kém một chén trà công phu, chờ một chút. Lục vũ trong bếp cao giọng đáp lại. Ai ngờ, lời này của hắn vừa nói xong, Lý Đại Chủy liền còn một cái lẻn vào sau bếp. Vũ ca xem lời này của ngươi, loại chuyện này sao có thể làm phiền ngươi? Để cho cái miệng nhỏ nhắn đến. Lý Đại Chủy nịnh nọt nói. Tuy nói lục vũ bị thiên bản đưa ra ánh sáng, tâm tình hắn có chút sụp đổ, bất quá cũng không trở ngại hắn nhân cơ hội ôm đùi. Chủy đệ ngươi không xem kim bản nữa à? Lục vũ trêu ghẹo nói. Còn nhìn cái gì, không phải ta? Lục vũ có chút tò mò nói. Đó là ai? Lý đại chủy ánh mắt cổ quái. Lục vũ phát hiện ra cái gì, trong lòng tự nhủ cửu châu thế giới ý chí ai cũng muốn gây sự. Chợt, Lục Vũ liền cất bước đi ra ngoài. Quả nhiên, trên thiên bản rõ ràng viết tên hắn sử dụng ở Cửu Châu thế giới cùng với tên hắn sử dụng ở Phích Lịch thế giới. PS. Cảm tạ cá A khen thưởng, hoa tươi quá ít, phiếu đánh giá càng là không có, quỳ cầu một đóa hoa tươi, một tấm phiếu đánh giá. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 không một không, lục vũ cùng cửu châu ý chí va chạm. Cửu châu hãm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Oanh. Lục vũ chỉ là một ý niệm trong đầu, toàn bộ cửu châu giống như bị hắc ám thôn phệ. Sấm sét không ngừng xé rách bầu trời, ti chớp như ngân xà xuyên qua mây. Núi non rung động, hồ nước chảy ngược, giống như tận thế đột nhiên giáng lâm nhân gian. Đại ly núi cao phía xa doanh trướng hành quân phun ra khói đặc cuồn cuộn giống như một đầu phẫn nộ giơ tay mở ra miệng to như chậu máu hướng bầu trời rít gào nhiệt độ cao cực nóng làm cho không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình vô số đạo núi lửa đá điên cuồng đập về phía bốn phía mết sao đột nhiên xuất hiện thiên tai bực này mặc dù cách rất xa vẫn có tảng đá vì núi lửa phun trào mà vỡ vụn bay về phía này từ phong niên sợ tới mức chạy trối chết trên đào hoa đảo hoàng dược sư một phen lướt lên hoàng dung liền hướng về đào hoa đảo cao điểm mà đi nhìn đột nhiên rót ngược nước biển trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đáng chết đây là ai chọc thiên thần đại nhân di hoa cung cung điện đột nhiên lắc lư kịch liệt yêu nguyệt cùng liên tinh đồng loạt chạy trốn cũng là thoát ra cung điện nhìn bầu trời xoay quanh lôi xà trong đôi mắt đẹp cũng đều là hoảng sợ vì sao đột nhiên lại có loại dị tượng khủng bố này thần thánh đại nhân xin hãy nghe ta một lời. Cùng lúc đó, cửu châu lâm vào tận thế dị tượng bên trong, một đạo thần ma chi âm chỉ có lục vũ có thể nghe thấy tại trong đầu của hắn vang lên. Nhưng nói không sao. Lục vũ hứng thú dùng ý niệm câu thông với ý chí cửu châu, bất kỳ cường giả nào cũng không thể nguyện ý bị người ta nhìn trộm, ý chí cửu châu lại dám đưa hắn ra ánh sáng, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá thật lớn. Thần thánh đại nhân không thể nghĩ, không thể niệm, không thể nói. Ta là một tiểu thần ý chí cửu châu, có năng lực gì tìm tòi nghiên cứu về ngài. Giọng nói của thần ma chi âm tràn đầy kính ý, trong kính ý lại lộ ra ủy khuất nho nhỏ. Lúc trước lục vũ xé trách hư không đến phương thiên địa này, cửu châu ý chí liền cảm giác được cũng nhanh chóng mèo lên, chính là sợ đắc tội tôn đại thần này. Không nghĩ tới kim bản này lại như trước làm cho mình cùng lục vũ sinh ra hiểu lầm, cửu châu ý chí cái này oan a. À bất quá cửu châu ý chí nói những lời này cũng làm cho lục vũ ngẩn ra cũng đúng hắn vốn không có ý hủy diệt cửu châu chỉ muốn trừng phạt ý chí cửu châu một chút không ngờ ý thức cửu châu nhận sai nhanh như vậy lại liên tưởng đến vừa tới phương thế giới này cửu châu ý chí rất thức thời mẹo bắt đầu cũng không sinh ra kháng cự ý lục vũ cũng không lại làm khó hắn trong lúc vẫy tay thiên địa thanh minh hồ hải quy lưu sơn xuyên bình tĩnh hết thảy lại khôi phục như cũ. Vậy rốt cuộc là ai gây nên? Trong lòng cũng là nghi hoặc, không rõ lộ ra vật của hắn có ý gì. Cho đến khi tiếng kinh nghi của đám người quách phù dung vang lên. Vừa rồi cái quỷ gì? Hù chết cục cưng rồi. Quả thực quá đáng sợ. Vũ ca chẳng lẽ là ngươi làm ra động tĩnh? Lục vũ bị cắt đứt suy nghĩ cũng không suy nghĩ nữa. Mặc dù không biết ý của vật, nhưng hắn tự tin di kiên, cho dù các loại quỷ mưu gạt chư vị, ta tự nhiên một kiếm phá chi. Chật nhìn về phía mọi người thản nhiên cười nói. Đúng vậy, là vũ ca ngươi lầm, kim bản này quá không chính xác, lại không được vũ ca ngươi đồng ý, đã đưa vũ ca ngươi ra ánh sáng. Lời vừa nói ra. Dẫn tới mấy người cười vang. Ha ha, khí thiên đế tức giận rồi. Vũ ca chúng ta bớt giận, không chấp nhặt với kim bản này. Đúng tể tướng Vũ Ca có thể chống thuyền trong bụng, mới không giống hắn. Mọi người đương nhiên coi lời nói của Lục Vũ là trò đùa, tuy nói phương thế giới này, có võ giả có thể phi thiên động địa, thậm chí còn có thể khai sơn liệt thạch. Nhưng bọn họ còn không tin vừa rồi khủng bố dị tượng là người nào đó gọi là, bởi vì này căn bản cũng không phải nhân lực có thể đạt tới. Sau khi cười xong, Quách Phù Dung nhìn về phía Lục Vũ hỏi. Vũ ca, người bị phơi bày là anh, hiện tại anh có ký ức kiếp trước hay không? Nghe vậy. Lục Vũ lắc đầu nói. Không có. Hắn tự nhiên có khí thiên đế ký ức, bất quá kiếp trước là không có, bởi vì hắn căn bản cũng không có kiếp trước. Đương nhiên cái này cũng không phải là Lục Vũ ăn nói bừa bãi, hắn từng tại bất đồng vị diện ngộ đạo, cũng từng vượt qua thời không sông dài, trở lại quá khứ tương lai, tìm kiếm kiếp trước kiếp này. Chỉ có phân tích nhân quả, mới có thể chinh phục vô thượng đại đạo. Nhưng rất hiển nhiên, hắn từ khi sinh ra bắt đầu, chính là ba ngàn đại thế giới, ngàn vạn tiểu thế giới độc nhất vô nhị kia một cái. Ai, đáng tiếc, ngươi nếu là biết ngươi kiếp trước ký ức, là có thể trước cùng chúng ta nói một chút, ngươi kiếp trước này tên là Khí Thiên Đế, nghe tên cũng cảm giác rất điểu bộ dáng. Bạch Triển Đường có chút tiếc nuối nói, ta hiện tại cũng có thể nói với ngươi Khí Thiên Đế nha sự tồn tại của hắn đại biểu cho hủy diệt cùng tái sinh. Hắn cô phương tự hứa, cực độ chán ghét phàm nhân tranh quyền đoạt lợi cùng với tự giết lẫn nhau. Lục vũ nghiêm trang, bất quá đáp lại cũng là mọi người một câu thiết. Cũng trong khoảnh khắc này. Trên bầu trời màn sáng lần nữa hiện ra văn tự. Truyền thuyết ở dưới mặt đất, trong dị giới, có bốn cây chống đỡ toàn bộ phích lịch thần châu trụ cột. Trụ cột tồn tại. Thần châu an trụ cột hủy thần châu diệt ngày đó đến thì gọi là ngày tận thế cố sự còn muốn từ một hồi thần châu trụ cột bảo vệ chiến bắt đầu nói lên đại tần cung hàm dương thiên địa mặc dù quy nhập bình tĩnh khấu trọng cùng từ tử lăng vẫn như cũng một bộ lòng còn sợ hãi từ tử lăng mở miệng nói chẳng lẽ là thiên bản phơi bày tên khí thiên đế này bị khí thiên đế bất mãn Kim bản vừa đưa ra ánh sáng khí thiên đế, dị tượng khủng bố liền hiện ra, hắn không tự chủ được liền liên tưởng đến khí thiên đế bị kim bản đưa ra ánh sáng. Ha ha! Tử lăng ngươi cũng quá có thể nói đùa rồi. Quy thế bực này kỳ thật nhân lực có khả năng gây nên. Khấu trọng đời này cũng tập võ, biết võ giả phân hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên cảnh. Nhưng cho dù lục địa thần tiên cảnh mạnh nhất toàn lực một kích, cũng không có khả năng có một phần trăm dị tượng vừa rồi cái này căn bản là không thể nào là nhân lực cái gọi là làm sao có thể là khí thiên đế tạo thành đây bất quá nên phái người đi tìm lục vũ này ai cũng không biết dị tượng khủng bố vừa rồi có giống như ngày tận thế của phích lịch thần châu hay không bất quá khấu trọng biết nếu thật sự giống nhau ai cũng chạy không thoát một chữ chết cho nên muốn làm rõ ràng phích lịch thần châu tận thế ngoại trừ đi tìm khí thiên đế chuyển thế lục vũ còn có biện pháp khác vùng đất cực lạnh đế thích thiên cũng bị cảnh tượng tận thế vừa rồi dọa không nhẹ giờ phút này thấy văn tự trên bầu trời càng kinh nghi bất định nói xem ra phải mau chóng đột phá cảnh giới mới của thánh tâm quyết nếu là cửu châu cũng tồn tại tận thế trường sinh bất lão hắn liền có chết một ngày cho nên đế thích thiên nhất định phải biết rõ ràng phích lịch thần châu tận thế cùng hôm nay khủng bố dị tượng có phải là độc nhất vô nhị hay không. Cũng giống như khấu trọng đắc, muốn biết rõ điểm này, ngoài trừ đi tìm lục vũ còn có thể tìm ai. Đại Nguyên Đô Thành Trong Hoàng Cung Hốt tất liệt thất tha thất thểu từ dưới bàn chuyển ra, nhìn văn tự trên bầu trời xa xa, ý là không chút do dự hướng quốc sư Kim Luân Pháp Vương mở miệng. Quốc sư, ta lệnh ngươi đi Đại Minh, tìm kiếm lục vũ, chỉ sợ hắn biết cửu châu có hay không tồn tại tận thế. Lục vũ sẽ không nghĩ tới, hắn đối với cửu châu ý chí hơi thi hành trừng phạt nhỏ, sẽ cho hắn mang đến rất nhiều lạc thú. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.